Đông chúng con cư xứ xin trình trong gia chủ cũng như các cấp chính quyền sở tại nơi đây để cho chúng con cư xứ đoàn nhân dân nghệ thuật cổ truyền Tù Cổ Ngọc Thủy về đây để cũng cúng định bà được xin phép vào đám để tiếp nghinh năm bà chờ Phật tại giá Nam Tiền để cầu cho mưa an đất bắc gió hòa chờ Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất con khởi cổ thiên niên giáng phước. Nhì ở cổ thấu đến hoàng thiên. Tam con khởi cổ thấu đến lĩnh ông bà chờ Phật thánh thần tiên. Mọi người đánh chuông, đánh chính tiếng chuông này. Đánh bên bàn. Chợ
lên Di Đà mở Di Pháp đồng Di Tăng thành Quan Âm người Bồ Tát xin bà cũng dán lắm mà ngự chương thọ ở ga trên thượng cổ dậy trên nó tầng kè mây bà còn ở dưới cái cành tiên thì bà mở thừa hát bà cỡ rồng đại lệnh thank you.
tôi hạ tung. Mời ông bà mà tả giang thì hội đồng chung mà chân tiệt đạo ngày ngờ cho tấm lòng thành nhà họ gió cùng họ lê bà hồng về tả giang thì đồng công chân mình cái lễ này dòng mời để cố hỷ bà kim tinh hầu còn ly chứng lệ thì một giờ linh cái ngữ về bà cá tiên nga ấy thánh thần tiên.